Rồi, Di xin chào tất cả mọi người nha. Thì đầu năm mới, Di là chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nha mọi người. Hôm nay mình bắt đầu mình khai cân đầu năm mọi người ơi. Thì hiện tại mình đang có mặt tại con kinh là con kinh Hai Hạt nha mọi người. Cái đoạn này thì thuộc của xã Tân Hòa, của huyện này huyện gì? Huyện Tân Thạnh của tỉnh Long An nha mọi người. Cái hướng này là hướng về kênh chính nha mọi người. Này là cái kênh Hai Hạt nè. Hiện tại mình đang ở một con kênh tẻ này, kênh tẻ. Rồi cái hướng này là hướng về cả năm cả nhíp nha mọi người. Về Cần Thủ á thì mình đi với anh Sĩ với Bảo nha. Rồi chào mọi người cái. Bảo chào mọi người luôn nha. Chào mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục ba anh em mình đi câu. Thì dài dài lên hướng như đó mọi người. Nước thì nó hơi cạn nha. Cho mọi người xem nè. Mình số mình chắc may mắn quá. Mỗi lần mình rảnh là nước đều cạn nha mọi người ơi. Cạn rất là cạn nha. Bây giờ mình câu dài dài đi nè, đợi nước lớn. Mình dài nó cũng đã trễ rồi. Lớn chắc không câu được bao nhiêu mọi người ơi. Mồi á thì vẫn là mồi dế nha mọi người. Đây. Bắt một con. Mấy dế gì nè mọi người. Đi câu á thì 10 cây dế nha. Mình bỏ thêm mấy cái lá này nè để cho dế nó mát mọi người ơi. Đem theo một cái thùng và một cái kéo cắt. Cái kéo này bắt buộc phải đem theo nha. Tại vì mình đi câu ủ mà phải khoét lỗ mọi người. Cần á thì cần trúc Đà Lạt. Đây, 3 cây. Cây 1m1, 1m2. Cây của anh Sĩ tới khoảng 1m3 mọi người ơi. Vì lưỡi á thì lưỡi trứng rùa nha. Lâu quá không câu lưỡi nó hơi bị xét nha mọi người. Chì thì chì 12. Phao thì đây, có cái gắn mani để thay phao cho dễ mọi người. Nhà ơi thì khoảng 6 tấc nha mọi người. Hôm nay thì đem theo cái cần carbon. Cần là 2m7. Thông số nó 2m7 nha mọi người. Lưỡi cũng lưỡi trứng rùa. Đem theo cây cần này để câu mấy cái ụ mà nó xa xa, bỏ bãi nhiều quá mình câu nha mọi người. Này để cho Bảo nó câu. Rồi, bây giờ không để mọi người đợi lâu. Thì bắt đầu thôi mọi người ơi. Rồi. Đi. Đi là Bảo. Vậy anh đi công dính. Cô khá ục nha mọi người. Con nào lên đớp không? Không đớp rồi. Trời. Cá lôi, heo. Lấy xô đi Bảo. Xô hả? Kéo cái vụt luôn. Đó, lên con đầu tiên nha mọi người ơi. Con heo. Mãi. Nhấp nó không lên ta, tại cạn quá mọi người. Bàn con rưỡi anh gì vậy? Khá là mập ú luôn. Úi. Rồi, móc mồi đi rồi đưa đây hái chanh nè. Còi gì hết luôn. Tiếp tục. Ui. Tiếp tục con nữa. Ăn màu biết cái này cá nhỏ. Cá này nhỏ mọi người ơi. Tại vì nó đớp cái phao nó nhấp. Trời, đâu có chảo vậy? Sai. Sai hả? Vô mùa. Thôi sai nhỏ rồi, sai mau mưa. Hai em. Hai con hả? Vậy không ai gì? Cái quá con đầu tiên con heo.
Ý đớp 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 kìa. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ôi, nó chạy luôn rồi. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Sung ghê luôn anh chị. Cá sung ghê chứ. Đớp bực 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 luôn. Đó, cá đã không mọi người. Đớp bực bực luôn trời. Không có lấy xô lại à? Nhổ cá mập. Ôi nó nhảy lên đớp luôn á. Đá ghê chứ. Rồi móc mồi đi. Tiếp tục thôi mọi người. Đó à. Lên hàng. Tiếp tục một con nữa mọi người ơi. Đó. Cháu ủ nữa quá trời luôn. Ủ nãy giờ làm được 4 con hả? 4 con. Rồi. Ôi trời ra ngoài giờ. Cái mồi cho em đi. Cá nào à? Chỗ bảo lại bỏ nặng. Bao bỏ không ăn anh ba à. Đó, xỉ lên cá này mọi người. Con cá này nó ú không. Rồi, cho anh xỉ mở đi. Đi dài dài lên kia mọi người. Trời ơi. Bỏ xuống là đớp liền. Lên hàng. Một em cá rô mập ú nữa mọi người ơi. Đó, đã nha. Cái hồng đó anh Bảo. Đó anh thấy. Chưa gì mới lại đứng đứng là thấy cá nó giận rồi. Chạy chạy mấy rồi anh? Nó dướng mà. Bỏ xuống cái nó đớp liền anh chạy. Mau thiệt chứ. Mấy cá này ăn thì mê lắm mọi người ạ. Quốc liền nè. Ủa, một em. Lên. Con cá, cá con này nó ốm chưa ta? Thấy nó ốm mà nó dài không mọi người. Rồi, mình chờ quá rồi để truyền ra cho Bảo ơi, anh chỉ mở nha mọi người. Được chứ đồ. Được chứ được. Cá này nó dài. Ý rồi, xong. Trời ơi. Hên.
xíu nữa rớt xong rồi mọi người. Móc vô câu dính không? Nó rồi cái nhỏ rồi. Xí gì ăn kéo không hút vào, nhìn thấy nó ghim vô được mọi người. Đó, tiếp tục một con cá ú nu nha. Nè Bảo ơi, đứng ra đây nó hơi xa quá gì, bỏ chòm chút xíu Bảo nó ngoài sát bờ nó mở dễ mọi người. Sắp sâu đó mà. Ê! Cá ra nè. Đây đây đây. Ủa, heo nè. Quá. Muốn heo là có heo. Quá im. Ồ. Lên cá đã cho mọi người. Con này đang heo nha. Heo chất lượng. Quá đã luôn. Nè, mở đi Bảo. Con này này có 3 ngón tay nha mọi người. Quá đợi cá nó ú. Rồi mở đi. Trời ơi, mặt ra. Trời ơi. Vô. Tiếp tục. Heo. Con cá mà nãy giờ nó rình rồi mọi người. Nó lên tim luôn á. Mãn nguyện chưa? Còn nữa. Mấy rồi, lỡ mấy rồi. Còn à. Cá cũng đã quá chứ. Cá mọc ú luôn nha mọi người. Tròn nhìn luôn. Nè, mới. Gì muốn gì nữa? Giật chóc cái đầu con cá luôn. Rồi, mở đi kìa, đi nè. Đi. Nhấp tới luôn thôi. Đâu anh chạy? Châu mới lên hàng luôn hả? Chỗ khác thì chỗ dưới đó. Trời, con cá đã ghê ta. Cá vàng tư luôn nha mọi người. Một em heo. Nhìn ủ đơn giản nhưng mà có con cá đã. Rồi, để mình vòng vòng đây coi săn được con heo nào nữa không mọi người. Cá anh nè. Thôi chắc không phải con cá anh thấy đâu. Ồ, con cá xíu nữa xảy rồi Bảo. Móc phòng trên mà. Móc ra ngoài xíu nữa xảy. Ủa, nó về không? Ồ, thay phiên nhau dính mấy cá ú đã ghê mọi người. Con nào con nấy to to vàng tươi chứ. Ồ, cái này về kho là quá ok luôn. Rồi. Vô. Tiếp tục thôi. Tiếp tục. Ê, bút nào, nó tắp cái rồi. Đi không tiêu rồi. Cái này được không ta? Đó. Ôi, nó đen. Cá rồi. Vô. Cái cầm đi, em đi lấy. Ô, sắp cái này thôi ấy rồi. Nó bị khuất, khó thấy cái phao. Ồ, lên một em heo nha mọi người. Đã ghê. Rồi thôi anh chỉ rạng mở đi. Em bỏ lên rồi. Rồi, mở ra đi rồi em ấy. Hay
Ui, ui. Cá rô nè, cầm cái bảo. Ôi, nay có con cá nó có màu nữa ha. Con nãy y chang quá. Nó hơi là hơi nhạt nhạt mọi người. Cái gì kỳ quá. Nè, mở đi. Nói gì anh thấy? Máy lạnh. Không đầy bằng của mình á. Chắc dưới mình nút vàng quá. Ôi ôi, anh chỉ lên cá nè mọi người. Trời ơi, em ngồi sát bên luôn á. Vậy mà nó... Đã ăn cá chưa? Ôi, quyên heo. Nè, kinh vô đi. Để nó... Em ngồi sát bên luôn. Rớt cái là mệt lắm nha. Sát cái giọm luôn á. Ừ. Vậy nó ăn luôn chứ. Ôi, cá đã ghê rồi tao. Trứng. Cá mập á cho mấy trứng nè. Mập. Rồi, đi trứng rồi. Ừ. Rồi, bỏ vô đi. Rồi, cá bự rồi. Giờ mở móc mồi nữa cá rồi. Trời. Heo rồi. À, lên hàng. Ồ. Cá đã mọi người. Đi đi. Rồi đi ghe tới luôn rồi. Rồi cho bảo mở cái nha. Dưới này luôn mọi người. Ê, đi gần nó ăn đó. Đóng người. Ồ, cá này vàng nè anh thấy. Ừ. Cá nó đã đó. Ăn tưởng nó cá bự không? Ừ, không tưởng cá bự không á. Đi. Đem bỏ chỗ này quen ba. Không quen. Chốt thế ơi. Đi nào về vậy? Ghe quốc lộ chạy về mẹ cho nó tính lộ về vô cho nhanh. Đây. Ui trời ơi. Nhìn từ nãy giờ. Chị hay ta. Chị gần cái sĩ lên heo, gần cái sĩ lên heo mọi người ơi. Hả? Mấy con cá này sao nó bạc kỳ quá. Nước. Nhìn cái lỗ đơn giản gì mà được hai con á. Đó, nó chạy qua. Ừ, quên bỏ mình bảo qua vậy à. Em đó con chưa lưỡi ha, để đổ ra coi. Thấy cái gỗ nữa. Bây giờ là mấy anh em về tới nhà nha mọi người. Gán núi để kiếm Hugo mà. Hôm nay kiếm cũng không có Hugo. Heo à. Ừ, heo không à. Nước cạn quá đại nước lớn hơn lớn trễ nữa. Đổ đây luôn hả? Đổ dưới gỗ á. Gỗ ngay chỗ sâu nè. Đó. Đổ đây luôn quá. Ừ. Tàu vô cái đó. Đổ vô đi rồi làm gì làm gấp gáp cái gì. Nhiều đó. Đâu hết đâu anh chị, đâu hết đâu. Cái máy gì này cả hai cái khỏe. Nhiều con mà lại không có cá bự thôi. Cái này giá quân sĩ quá. Cái này là quân sĩ câu nè. Quân sĩ câu mà khúc sau á. Cá bự nha mọi người. Nó lứa lứa ngang ngang nhau không à. Nhiêu đây tầm khoảng 2kg mọi người ơi. Rồi mình cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ mình nha. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo mọi người ơi. Rồi, bye bye mọi người. Bye mọi người.